Có email chưa nhận được ha. Rồi thôi vậy thì hôm nay mình vẫn đọc lại bài cũ à, chia nhau đọc bài cũ tiếp, còn nếu nhận được thì đọc bài mới. Rồi trước khi vào buổi học à, chúng ta cùng nhau à, chắp tay thành kính đảnh lễ à, Tam Bảo Tóm Tắt. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi. Sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami. Suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Sammāsambuddhamatulaṃ sacchaṃ maganuttamaṃ apivādiyapāsissaṃ apitthammattasaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo. À, kính thưa quý vị, à, lớp học chúng ta vào à, và với những cái phần đọc Bali kêu check lại email coi có bài mới chưa, thì check email có bài mới chưa, có bài mới thì post lên cho các bạn đọc bài mới cho quan hỷ, còn nếu không thì mình đọc lại cái bài đối tượng. Có email chưa? Rồi hai trong đầu. Ủa, kỳ có email mà sao không nhận được hả? Ok, rồi về đi gửi sao đi ha. Tuần tới mình đọc bài mới, tuần này mình đọc bài ôn lại cái bài cũ. Bài cũng rất là lợi ích, cũng đang coi cái phần bài đối tượng ha. Hai bối cảnh. Rồi bây giờ xin mời quý vị là cùng nhau quan hỷ lên chia nhau đọc bài ha. Rồi à, đọc từ chia từ phần em đọc, hoặc là giờ muốn đọc từng cặp không, đọc từng cặp cho nó nhanh nha. Ví dụ như giờ Triều đọc từ 1 tới 3, rồi Anh Phúc đọc từ 4 tới 6 ha. Rồi Bá Trạc đọc 1 3, rồi Chánh Tâm 4 6 vân vân nha, chia nhau đọc một chút cho mỗi người một phần, nhưng mà chia làm đôi ấy, 1 3 4 6 ha, cho nó nhanh. Đó, rồi à, cho đến người này người kia cho đầy đủ để chúng ta à, rút ngắn bớt thời gian để học. Rồi là một hai. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, bao phút xin đọc bài. Có hiểu về đối tượng cảnh à lầm bá na sằng ga hồ đoạn một à lầm bá na sằng ga hề à lầm bá na ni na ma lu ba ma na chất là rằng mà này gần tha ra mầm rất xa rầm ma năng bồ tha bà rằng ma năng tham ma rằng ma năng cha tí các tí tha ni có hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tất tha rù ba mê quá rù ba rù ba răng ma nàng tất tha sát tha đa dô sát tha răm ma nàng đi ní thầm ma răng ma nàng Pana Pasada Sukma Rupa Chitta Cetasika
nibbana panna ti vase na chattha sangay an ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát há chắc khú đò rí cá thích tà năng sắc đề sầm tí rù bằng mê ê quá à răng má năng tành chá bách chức bành năng ê quá tách thà sô tá đò sô tá đò rí cá chích tà đi năng bí sách đà đi ní tà ní chá bách chức bành nhà na ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòi các chích tà năng bá ná chấp ý thần ý bát chấp bình năng át tì năng á nà gá tăng cà lá vít mút tà sức tăng chá giáp thà ra hằng à lầm bá năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai, và không tùy trường thuộc thời gian. Đò ra vi mút tà năng cha ba ná ba tí sành thí ba hoành gá chú tí sành khà tà năng chấp ý thần tí giá thà sành phá hoành về phì về nát phá hoành ta rề chá đò ra gá hí tăng bát chấp bành năng ách tăng ba ná tí phù tăng và cầm măng cầm má ni nít tăng gá tí ni nít tá sằng má tăng a lầm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Pháp hạnh phúc số 35, 36, 37, 38. Uttassa lokam nehi cittam yassana kampati sokam vicharam menam etam mangalam amuttamanti. Khi xuất chạm diệt đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrow limits, freedom from mental defilement, highest happiness. Xin hát. Kính chào thầy. Xin chào các lớp.
có thể xin đọc bài đoạn 3 và đoạn 4. Tê xú chắc hú huynh nhà na đi ní giá tha thắt cá măng ru ba đi ê kê ca lam bá na nê quá mano tha tút tí căn bá ná ru ba đi banh cha lam bá năng xê sa ní ca ma quá chá ra quý ba ca ní há sa ná chích tá chích tân cha tí sáp bát tha bí ca ma quá chá ra làm bá na nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình, sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tí sinh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala niche quá nhà ná viết ba giúp ta chá quá nà ní chà tí lô cút ta ra quách chí ta sắp bà làm ba nà ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà ná sam bá giúp ta cà ma quá chá ra cú sa la ní chê quá bằng chá mắt chà ná san kha ta má phân nhà cú sa la lần chà tí á ra hát ta má mắt gá phá lá vách chí tá sắp bà làm ba nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam bá yút tá ca ma quá cha ra kriya chê quá trí và phin nha quá thá bá nằn chá tí sắp pa tha bí sáp ba làm ba na ní. Những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 4. A rúp bê xú đú tí giá chách tút tha ní mắt há hách giá ta làm ba na ní xê sa ní má hát gia ta chích ta ní ba na sa ba ní bí banh nhát ta làm ba na ní lô khút ta ra chích ta ní ní ba na làm ba na ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Banh cha quy sa bá rít tam hí chá chít tà ní ma ha ma hát gát tê ê cá quý sa tí vô hà rê ách thá niết ba ná gô cha rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, 1 tí sinh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền lưu sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới.
Akasa Nanja Yatana không vô biên xứ, và Akin Chanya Yatana vô sở hữu xứ, 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm Kasina 8 đến Niết Bàn, Visanuttara Mut Tam Hí Atgama Mat Gapulut Chite Pancha Sap Bhatha Chắc Chê Tí Sattha Tha Tattha Sang Gia Hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện, 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới liên trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới học trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và A-la-hán. Và 6, 4 tâm di tác dục giới học trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano Dora Vách liên quan đến tất cả. Và 18 pháp hạnh phúc, và 5 và 6 và 7 và 8. Puttasa Lutkathamehi Chittam Giác xá ná kham bát tí sô căng quý gái chăng khê măng ê tăng má gá lăng mút tá măng tí. Khi trúc chạm diệt đời, tâm không động, không sầu, tự tại và ô nhiễm, vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Mai in vulnerable to temptation so well Venus freedom from methane the parliament high yes high finish in that. Dạ con Triệu xin kính chào thầy và cả lớp. Con xin đọc bài A Lầm Ba Na Sần Gia Hồ, tất yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A Lầm Ba Na Sần Gia Hề A Lầm Ba Na Ni Na Ma Lù Ba Rằng Ma Nằng Sát Đà Rằm Ma Nằng Gành Thà Rằm Ma Nằng Rát Xà Rằm Ma Nằng Phất Thấp Bà Rằm Ma Nằng Thầm Mà Rằm Ma Nằng Chà Tí Chấp Bí Thà Ní Phá Hoành Tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tất Tha Rù Bá Mề Quá Rù Bà Rằm Ma Nằng Tất Thà Sát Đà A Dù Sát Đà Rằm Ma Nà Đi Ní Thầm Mà Rằm Ma Nằng A Na Phá Xà Đá Su Khu Ma Rù Bá Chích Tá Chích Chề Tá Sĩ Cá Nhíp Bà Ná Bành Nhất Tí Quá Xề Ná Chách Thà Sành Gầy Hàm Tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cũng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy cảm, những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2.
tát tha chắc khu đoà ri ca chích ta đằng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rằm má nằm thành cha ba chích bằng nằm ê quá tát thà sổ tát đoà ri ca chích ta đi nằm bí sách đà đi ní ta ní cha ba chích bằng nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa ri ca chích tà năng ba ná chấp bi thầm bi ba chích bàn nam át tì tăng an nà gát tăng ca lá cà la quy mút tăng chá thà ra hầm à lầm ba nằng hồ tí. Nhưng sao loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quý mút tà nành chấp ba na ba tí sành thí pha hoành giá chú tí sành khà tà nằng chấp bít thầm bí yết thà sầm pha hoàng về phì về nó pha hoàng ta về cha đoà ra gá hí tầng bất chích bằng nằm á tì tầng bằng nhất tí phù tầng và khầm măng khầm ma khầm ma ni mít tầng gá tí ni mít ta sầm ma tầng à làm ba nàng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sinh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Kinh Hạnh Phúc số 35, 36, 37, 38. Dạ, xin cảm ơn chị Châu và cô Lượng. Muttasalo ka thammehi Chittang yasana kampati Asukam vira cham ke mang Petang mangalam uttamang. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và ô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ thưa con xin hết.
Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, kính lễ thầy kinh, kính chào cả lớp. Em xin đọc bài. Tế số chắc khú quyền nhà quyền nhà nà đi ní giá thà cá măng ru ba đi ê kê cá lầm ba nà nề quá ma nô thà tú tí cầm bà ná ru ba đi pan chà lầm ba nằm xê xà ní cá mà quách giá rá quý bà cà ní há xá ná chít tá chá tí sắp bà thạp bí cà mà quát chá rà làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. A cú sa la la ní chề quá nhà ná quý bà vú tà giá quá nà ní chà tí lô cú ta rá quá chí tà sầm bà lầm bá nà ní, những loại tâm hiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế nhà ná sầm bà vú tá cầm mà quá chá rá cú xá là ní chề quá bàn chá mát chà ná sằng khà tá má phí nhàn cú xá là chà tí á rá há tá má gá phá lá quá chí tà sầm bà làm bá nà ní, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A La Hán đạo và A La Hán quả. Nhà ná sầm bà dút tá cầm mà quá chá rá cú xá là ní chề quá bàn chá mát chà ná sằng khà tá má phí nhàn cú xá lá chà ní á rá há tá má gá phá lá quá chí tà sầm bà sắp bà làm bá nà ní, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A La Hán đạo và A La Hán quả. Đoạn 4. Nhà ná sầm bà dú tá cà mà quá chá rá rí già chề quá rí già phiền nhà quá thá bá nhàn chà tí sắp bát tha tha bí sắp bà làm bá nà ní, những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 4. À rú bê tú đú tí á chá tú thà ní má bá xế hái bà ní bí bàn nhá tá lầm tà lầm bá nà ní lô cú tá rá chít tà ní níp bà nà lầm bá nà nì tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bàn chá, quỳ xá, bá rí tàm hí chá, chít tà ní, ma ha gát tề, ê cá quý xá tí, vô ha rê á thá, Niết Bà Na Gồ Chá Rề,
25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền. Quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasanya cha yatana không vô biên xứ và Akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm Kasina, 8 đến Niết Bàn. Visanutara mu tam hi aga aga maga phá lú chi tê bàn chá sắp sắp bát thá chá chề tí sát thà sát tát thà tát thá sằng gá hồ. 20 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ sắc giới. Avinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A La Hán. Và 6 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý mông hướng tâm Manora Vachara liên quan đến tất cả pháp hạnh phúc. 35, 36, 37, 38 Uttassa Lokathammehi Chittam Yassana Kambati Asokam Virayam Mangalam Uttamamti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from the mental defilements, highest happiness. Dạ, em xin hết. Kính cảm ơn thầy Kinh, kính cảm ơn cả lớp. Xin xuống mất ạ. Dạ, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào cả lớp, con xin đọc đoạn 1 đến đoạn 3. Dạ, xin hỏi có nghe không, cho con biết một tín hiệu ạ. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Alambana Sangahu, tốt yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. Alambana Sangahe Alambanya Ni Na Ma Ru Ba Ram Manam Sada Ram Manam Gantha Ram Manam Rasa Ram Manam Phúc Thấp Ba Ram Manam Tam Ma Ram Manam Cha Tí Chấp Bí Đá Nì Bà Văn Thì. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi,
đối tượng của sự ném, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thà vú bá mê bà vú bà rầm má nằng tát thà sát đá đá dụ sát đá rầm má ngá đí nì tầm mà rầm má nằng bá nhà bá xá đá xúc khu má vú bà chích tá chì tá xích ca nít bà nà bá nhà tì vá xí nà chấp đò sằng gá hắn tì. Nơi đây chính là chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy đấy âm thanh mùi vị vân vân. Những đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc ấy, tâm. Dạ, xin có nghe không ạ? Sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tá thà chá cú tó ra các chiếc tạ tá nằm sắp tì sầm bí vũ bầm y vá a rầm má nằm tàn chá bắt cú bán nằm y vá tá thà số tá tò các chiếc tà đi nằm bí sàng đá đi ní tà nhí chà bắt cú bắt chúc bàn nhá nì dễ và. Với tất cả những loại nhận thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy thấy âm thanh vân vân đối với nhận thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Má nô đó và má nô đó là vì cá chi tá nằm bá nà chấp bí tầm bí bát cú bát cúp bá nằm á tí tầm á na gá tầm cá la ví mút tầng chá giá tha ra giá ra hầm a lầm bá nằm hô thí. Những sáu đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Tó ra bít bút thá nhằn chá bá nhà bá tí sáng hì bá bán cá cú tì sáng cá thá nằm chấp bí chấp bí hầm bí giá thà sầm bá bầm về huyết chí nhà bá văn ta về đó là gần hí tầm bát cúc bá nằm à tí tầm bá nhà tí bú tầm vá cá má vá và cá mầm cảm khám má ní mí tầm gá tí ní mí ta xa má tầm à lầm bá nằm hố thi hồ thi. Đối với cái lợi tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, xin đọc tiếp về kinh hạnh phúc ạ. Phú tá xà lô cà tầm má hì chích tầm giá xà nhá cầm bá tì số cầm phi gá trầm khí mầm y tầm má gát lầm ú tá mầm ti khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness,
freedom from mental defilements. Dạ, con xin hết ạ. Xa lắm. Rồi, giờ tiếp tục tới Mỹ nha, Mỹ với lại gì đó. Mỹ lên với lại Châu Nguyễn nha. Hai viên nha, đọc nha. Mỹ đọc trước đi, rồi Châu Nguyễn đọc sau. Ok, rồi. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con kính đến lại ba ngôi tam bảo. Con kính chào Thầy Kinh, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 3, con scroll up để cho coi đoạn 1 đâu rồi. Đoạn 1, ok. Alambana sanggahe alambana ni na ma na maru ma na maru parang manang sada ram manang ganda ramang ganda sorry ram manang rasa ram manang ram mana nang patta pa ram manang dhammarang manang cha ti cha pita ni pa wan ti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tà rù bá mê vá rù bà râm ma năng tát tà sát tà đa dô sát tà râm ma năng na di ni tham ma ram ma nang pa na pa sa ta su ku ma ta su ku ma ru pa citta citta te che ta si ka nippana panya ti wa se na chatta sangga yanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cũng thấy ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan. Năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát tát chất Kutwa rikachitta nang sape sampirupang e wa a rang manang tan chapachupa pang nang e wa tata so tatwa rikachitta di nang Pisata di nita nichat pachupanya niye wa. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cũng thấy ấy âm thanh vân vân đối với hiện tại. Xin lỗi, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dwa rikachitta nang panachat pitam pipachupanang atitang anagatang kalawimutang chayatta rahang a lampanang hoti. Nhưng sáu loại đối tượng của âm, xin lỗi, nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp,
thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Tòa ra quý mù tòa quá rí mút tà nhận chấp bán ná bát tí sẵn đi bát quần gá chú tí sẵn khà tà năng chấp bí đầm bí giá thà sầm ba dần dề bú dề ná tà ta hoàn ta rề cha tòa ra ga hi tằng bát chúc bát bằng nhân a tì tằng bằng nhát tu bằng nhát ti bù tằng và kham mani mít tằng ga ti ni mít ta sam ma tăng a lam ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc, không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sinh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh, pháp hạnh phúc. Puttasaklo kadamehi chitang yasanakampati asokang virayang khe măng e tăng măng ga lăng uttamang tí. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và nhớ vô nhiễm là hạnh phúc cao thượng. Sadhu, sadhu, sadhu. Mind invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Sadhu, sadhu. Dạ, con kính cảm ơn thầy và cô. Oh, và chú Đổng Triệu đã post bài. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh, dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con không biết là có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ, dạ con xin cảm ơn. Con xin tề số chắc quỳnh nhà nà đi ni giá thắc cá mằng rù bà đi ê kê cà làm bá nà nê quá mà nô thà tút tí càng bá ná rù bà đi bàn trà làm bá nặng xê à ní cá mà quá chá ra quý bà cà ní hà sá ná chít tàn trà tí sáp bá thà bí cà mà quá rà làm bá nà nê quá. Trong những loại nhận thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng như sắc hay thinh, nhưng có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những tâm quả thuộc giới còn lại, và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới.
akusala ni che wa nya na web payutta cha wanna ni cha ti lo kutarawat cita sappa làm ban nền những loại tâm bất thiện và những động tác đối tượng ngoài những đối tượng siêu thế. Nhà nát sầm ba dứt tất cả mà quá cha ra cú xa lạnh cha mắt trà nát sầm phình nhà cú xa lạnh trà ti arahat ta mắt ga pha lát quát chi ta sắp bà làm ba nè ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nhà wat tha ba na wat tha ban cha wat. Con xin đọc lại ạ. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nhà wat tha ba na cha ti sap pa tha bi sap pa lam pa na ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 4. Arupe suduti yachak tutha nimahak gata lampana nisesa nimahak gata chitta nipana sappa nipi panyatta lampana nisesa lô cút ta ra chít ta ni níp bà nà làm bà nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi chất chít ta ni ma hắc gá tề ê ca vi sa ti vô hà rê áp tha nếp bà na gô cha rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiền quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nan cha yatana không vô biên xứ và akin chan nya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm cả xí ná 8 đến niết bàn. Visanuttaramut tầm hi ác ga mắt ga pha lút trí tề bành cha sáp bát tha chắc chề tí sát ta thà tắt tha sàng ga hồ. 20 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả a la hán. Và 6 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm mano dwara vachana liên quan đến tất cả. 38 pháp hạnh phúc. Phước Thasalo katham me hi chit tang yasana kam pati aso kang vira yang khe mang e tang mang gala mutta mang. Tí, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness.
Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Xin cảm ơn Triều đã post bài giùm cháu ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính chào thầy Kim, con xin kính chào đạo tràng, con xin kính chào các quý sư nếu mà có mặt quý tăng ni. Sư thầy để pan đá, con nghĩ chắc là con quá, cho nên con lên đại. Không biết phải đúng lý thầy không. Dạ con xin đọc. Alambana sanggahe alambana ni nama ruparang manang sadda ramanang ganda ramanang rasa ramanang fota bà ramanang dhamma ramanang jati chấp bi đà ni bawan tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm. Ủa, nó mất tiêu rồi. Và đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpame vā rūpa rammanaṃ tathā saddhā dāyo saddhā rammanā dīni dhammā rammanā rammanaṃ pāpanā pāsasādhā sukkhumā mā rūpa cittā cetasika nibbhāna panyati ti wasan sana chadda sanggayan ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, tức là năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát tháp chắc khu đoà rí cá chít tà năng sắp bề sầm pí rú băng ê quá a râm ma năng tành chám chấp búp ba năng ê quá ta tha ta tha so ta đoa ri ca chít ta di năng pí sát đa di ni ta ni cha chấp bu pan nha nha ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thấy ấy âm thanh, vân vân. Đối với nhĩ thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dvarika cittanang cittanang pana chappit dampi chappuppanang atitang anagattang kalavi muttan cha yatharahang alambanang hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp,
thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Sao lại đối tượng? Đoà rắc vít mút ta năng chát bà nát bà tí sân thí bà găng bà hoàn gác chú tí. Nó mất tiêu rồi. Sankhatanang chấp bít đầm bí giá thà sâm bá quần dếp bùi giá ná bá quần tà rê chất đoá ra gá hí tăng bách chúc bá năng a tí tăng bán nhát tí bú tăng và cầm măng cảm ơn ni mít tăng cảm ơn ni mít tăng gà tí ni mít tá sầm mát tăng à lầm ba nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Ba mươi tám pháp hạnh phúc tiếp theo. Ba mươi lăm Phuttassa Lokadammehi Chittang Yasana Kampati Asokang Virajam Khemang Etang Mangalang Uttamanti. Vậy là hết rồi phải không ạ? Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Mind invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ, con xin kính chào tất cả đại ca, con xin xuống mic. Giờ này không có phải chạy ra rồi. Ê, xa thứ xa đó. Kêu Hà lên đập chạy trốn nó mất rồi. Trốn mất tiêu rồi. Còn thằng chót rồi, thằng chót là lâu ai đập ha. Ai muốn đọc phần chót không? Phần cuối không? Lên đọc vô học luôn. Ai muốn tình nguyện giơ tay cái. Này. Châu hả? Châu. Này nghĩ Châu kìa. Châu giơ tay cái. Rồi, mời Châu lên nha. Mô Bích Thầm Mô Đăng Khá. Dạ một lần nữa con chào thầy, con xin kính chào cả. Dạ thầy, cái này đoạn 3, đoạn 4 như nãy con đọc rồi á thầy. Giờ con đọc nữa ha thầy. Dạ. Dạ sao cái mạng bên con cứ nghe tiếng được tiếng mất á. Dạ rồi con xin phép được đọc bài ạ. Dạ. Cảm ơn Triều bài cháu đọc cũng được ạ. Đoạn 3.
chát khu nhà gia thắc ca mạng rù bà đi ê kê ca làm bà nà nê quá mát nô thà tốt tích càng bà nà rù bà đi bàn trà làm xê xà ní ca mà quá chá ra quý bà ca ní xa hà san ná chít tàn trà bà tí sắp ca mà quá chá ra làm bà nà nê quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc vân, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusani chê qua nhà na wip pa yut ta tra wa nà ni chà ti lục cốt ta ra quát chi ta sắp bà làm ba nè ní. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ đối tượng siêu thế nhà na sàm ba yút tất cả mà quá cha ra để quá bành cha mắt trà na sàn kha ta ma phình nhà cú sa lạnh trà ti a ra hấp ba mắt ga pha la quát trí ta sắp bà làm ba nè ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, tất cả ngoại trừ a la hán đạo và a la nhà na yut ta ca cha diệt quá kri phình nhà quát tha ba ti tha ba nè ní. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và cả đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 4. Arupe sudutiya chap tutha ni mahat gata lam panna ni se sa ni mahat gata chitta ni panasappa ni bi banyatta lam panna ni lô cút ta ra chít ta ni níp bà nà làm bánh nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đảo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các là bành chá bá rít tầm hi chá chít tắc ê ca quy sa ti gồ hạ rề hạ mù chá rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, một ngũ quan thức nếu sanh tâm bằng hai đến như vậy, tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc, 25 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới, asaccha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Visanuttaramuttam hi aggamak gafaluchite banjasap Pathachat chê ta tha ta tha sang gá hồ. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano Đoà Rà Quách Trá Ná liên quan đến tất cả. 38. Pháp hạnh phúc Phước Thác Sá Lô Cá Thầm Mê Hí Chít Tàng Giá Sá Ná Cầm Bá Tí Á Sô càng quý ra dần tàng mặn tí xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng.
my invulnerable to temptation, sorrowness from mental illness. Con đã đọc xong ạ. Dạ con xin phép được. Dạ con kính cảm ơn thầy, con kính cảm ơn cả lớp ạ. Sao thứ. À, hôm nay chúng ta đã làm xong ha. Đây có ca sĩ được yêu cầu có fan hâm mộ chánh tâm hâm mộ yêu cầu ca sĩ Châu Nguyễn lên đọc. Rồi, rất là sao thứ, vừa là thư ký giỏi mà vừa là đọc Bali giỏi, là quý vị tặng bông cho ca sĩ Châu Nguyễn đi coi. Alo, nghe rõ chưa? Alo, 1, 2, 3. Nghe rõ ha? Rồi, ai bị kẹt gì đó thì chạy ra chạy vô nha. Nghe rõ ha? Ok. Rồi, hai Hà nãy kêu lên đọc trốn mất tiêu thì chạy vô. Rồi, nghe rõ chưa? Alo. Rõ ha? Ok. Châu nghe rõ không? Châu nghe rõ không? Châu nó tiêu rồi. À, chắc tại cái máy thì sao hả? À, lấy máy ra cái nhúng vô nước á, nhúng nước rửa nó sạch, rửa sạch cái nghe là được. Không ra chỗ siêu thị mua cái máy mới. Mua máy mới cho gọn. Rồi, bây giờ chúng ta thì loại học tới đúng rồi, chắc Việt Nam mình internet nó giỏm luôn. Bây giờ mình ra học tới cái cảnh với bàn ha. Giờ mình vô tới nhóm D. Nhóm D từ 13 đến 14. Nhóm D 13 đến 14. Đến 14 là cảnh danh pháp. Na ma ram ma na cảnh danh pháp. 3 14 học số 13 là cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp. Rồi. Bây giờ cảnh danh pháp là chi pháp nữa, gồm có những loại nào quý vị? Hello. Danh pháp, cảnh danh pháp gồm có gì đây? Có ai biết không? Tâm, tâm sở. Niết bàn. Tâm, tâm sở, niết bàn. Có sắc pháp không quý vị? Làm sao anh đi bàn ghi nhà có sắc pháp ha. Sắc pháp đâu ra giờ hấp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi, chân đế hữu vi được chia làm hai là sắc pháp và danh pháp. Và danh pháp gồm gì? Tâm, tâm sở và anh đi bàn, đúng chưa? Rồi, giờ chi pháp hai chấm tâm, tâm sở và niết bàn. Tâm, tâm sở, niết bàn. Đúng giờ nhớ chưa? Hà nhớ lại chưa? Danh pháp là gồm có tâm, tâm sở, niết bàn. Chứ không có sắc pháp, dạ vô, sắc pháp, dạ vô, trật lắc. Rồi, ok. À, mình có cái chi pháp ha. Rồi bây giờ biết cảnh danh pháp nhất định để biết nhất định có 46 tâm. Biết nhất định có 46 tâm. Có 46 tâm.
xin chào 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Bà Thích Vô Biên Sứ. Bà Thích Vô Biên Sứ. Bà Phi Tưởng, Phi Tưởng Sứ. Rồi, đó là 46 tâm biết cảnh danh pháp nhất định. À, tức là biết chắc chắn, là biết nhất định nha. Thì bây giờ 40 tâm siêu thế. Tại sao nó biết cảnh danh pháp nhất định cái gì? 40 tâm siêu thế. Tại sao biết cảnh danh pháp nhất định? Rồi, đúng rồi, xa thấu là chỉ biết Niết Bàn, bát cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn là nó tương xa thấu. Tức là 40 tâm siêu thế là nó chỉ duy nhất có một cảnh thôi, nó chỉ bắt duy nhất có một cảnh là Niết Bàn. Ngoài ra nó không có bắt cảnh nào khác được. Cho nên được gọi là biết nhất định mà chỉ có Niết Bàn làm cảnh. Cho nên 40 tâm siêu thế này là biết cảnh danh pháp nhất định, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Rồi, chúng ha, chúng cái ha. Rồi tới ba thức vô biên xứ. Và tại sao ba thức vô biên xứ này? Chánh tâm không vô biên xứ làm đối tượng. Nghe thấy không? Alo. Còn ai nữa không? Tại sao không vô biên xứ bắt cảnh danh pháp làm đối tượng? Đối tượng chân đế ở ly. Rồi ai nữa? Tiều đâu? Phúc đâu? Phúc đâu? Rồi Hà đâu? Mỹ đâu? Nó mất tiêu hết trơn rồi. Bắt cảnh không vô biên xứ làm đối tượng. Chỉ bắt cảnh không biên xứ làm đối tượng. Được chưa? Bắt cảnh không vô biên xứ là bắt cảnh gì vậy? Cảnh không vô biên xứ là chi pháp là gì vậy? Chi pháp là gì? À, vào. Cảnh không vô biên xứ chi pháp là cái gì? Nói vậy nên dân nói chỉ cho rõ nè. Chỉ rõ tại sao là rồi, một người pháp chân đế. Rồi từ ai nữa không? Ai cái ký gì nữa không? À, chi pháp là gì đâu, kể là coi chi pháp của danh pháp là gì đâu. Alo. Tâm, tâm sở, đi bàn. Rồi, nó bắt cảnh không vô biên xứ là bắt cảnh gì? Nó bắt cái gì vậy? Bắt cái gì cũng được chứ. Đấy, chắc quá rồi. Tâm của không vô biên xứ, đúng rồi, bắt cái tâm mới là đúng nha. Nó không biên xứ không ai biết là gì. Bắt cái tâm của không vô biên xứ, đó là cảnh danh pháp. Và cái tâm là về cảnh danh pháp.
bất tâm không vô nguyên xứ, chính xác là mình thấy nó rõ ràng ha. Rồi Hà nắm được chưa? Hà nắm lại được chưa? Chứ đâu có thực tế là nhảy vô đây trời. Nắm được ha, nắm cho hiểu chắc mới được nha, tức là bắt cái tâm của không vô nguyên xứ làm đối tượng. Rồi ha, nắm được ha. Rồi giờ ba cái phi tưởng, phi tưởng xứ nè, tại sao? Tại sao bắt cảnh danh pháp nhất định? Tâm vô sở xứ, bất cảnh là tâm vô sở xứ làm đối tượng. Rồi, chính xác là như vậy, tức là nó bắt cái tâm vô sở xứ. À, bắt cái tâm vô sở xứ làm đối tượng. À, cho nên được gọi là bất cảnh danh pháp nhất định. Tức là gom lại mình có 46 tâm bất cảnh danh pháp nhất định, tức là 40 tâm siêu thế. Thì bất cảnh niết bàn. Ba thức vô biên xứ thì bắt cái tâm không vô biên xứ. Ba phi tưởng xứ bắt cái tâm vô sở hữu xứ. Còn Chu Nguyễn, Chu Nguyễn thì bắt cái gì sao cứ khóc hoài. Chu ra rồi bắt khóc hoài. Tội nghiệp. Có cách nào thì có cách nào chắc cũng chịu thôi, vô ra cũng được, chắc phải ốp máy rồi. Có máy cho nó refresh lại mới hy vọng được. Bắt âm thanh mà không thanh, vô thanh, vô biên xứ. Rồi, tạo nghiệp mới vô được, ổn quá. Rồi, bây giờ mình gom lại ha, là mình có là 46 tâm, 4 tâm siêu thế, bắt cảnh niết bàn, 3 thức vô biên xứ, bắt cái tâm không vô biên xứ. Ba phi tưởng vô tưởng xứ bắt cái tâm là vô sở hữu xứ, đó là biết cảnh danh pháp nhất định. Rồi giờ biết không nhất định, giờ mình tới biết không nhất định, biết không nhất định có 43 tâm, biết không nhất định có 43 tâm, có 43 tâm. Bốn mươi mốt tâm dục giới trừ ngũ sông thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ sông thức và ba ý giới. Rồi, hai tâm thông. Hai tâm thông. À, như vậy mình có 43 tâm biết cảnh danh pháp không nhất định. Rồi 41 tâm dục giới là gì quý vị? Alo. 41 tâm dục giới gồm những loại tâm nào? Mười hai tâm bất thiện. Rồi đúng rồi, mười hai tâm bất thiện ha, đúng không? Mười hai tâm bất thiện. Rồi gì nữa đây? Năm vô nhân, ba quan sát. Rồi gì nữa? Trong kề qua quan sát rồi còn gì nữa đây? Cảnh nghi môn. Từng cũng gì thiếu. Rồi, như vậy là 5 cái vô nhân. À, Hà ghi luôn là 5 vô nhân. Rồi 24 tâm. Tâm gì? 24 tâm gì? Tịnh hảo đây. 24 tâm siêu thế tịnh hảo đúng không? 24 tâm siêu thế tịnh hảo ha. Ok, rồi xác định là rõ ràng 24 tâm dục giới tịnh hảo.
nhà vấn tâm siêu thế tịnh hạ là tiêu tùng ha. Rồi 12 tâm bất thiện, tại sao nó biết cảnh danh pháp mà không nhất định? Tại sao vậy? Bởi vì nó biết vừa danh và nó biết luôn cả sắc pháp luôn, chứ không phải danh không. Mà chẳng những biết danh, biết sắc mà nó còn biết luôn cả chế định nữa. Nó biết tôm lum la, cho nên 12 bất thiện nó biết đủ thứ ha. Cho nên nó biết cảnh danh pháp không có nhất định, nó còn biết ngoài ra cảnh danh pháp nữa. Rồi năm vô nhân nó khó nè. Năm vô nhân là gì? Ba cái quan sát. Tại sao biết pháp không nhất định? Ba quan sát lý do tại sao biết cảnh danh pháp không nhất định. Biết danh và sắc, biết danh và sắc cái hai luôn. Bởi vì tâm quan sát á, khi mà nó nằm ở trong cái lộ ngũ á, tức là lộ ngũ môn á, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó vô á, thì cái tâm quan sát này nó biết cảnh sắc pháp, nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là nó biết luôn cả năm cảnh đó luôn, là biết luôn cả năm cảnh sắc, cảnh khí, xúc. Và khi nó làm cái phận sự na cảnh thì nó biết luôn cả là thuộc về danh pháp luôn, tức là nó biết vừa sắc pháp mà vừa danh pháp luôn. Cho nên ba quan sát này nó biết cả hai luôn. Rồi tới kháng ý môn, kháng ý môn thì cũng vậy ha. Kháng ý môn thì nó biết luôn cả sắc pháp, cả danh pháp, nó biết luôn cả hai. Rồi tới hai tâm thông thì cũng vậy, hai tâm thông thì khỏi nói ha, biết sắc pháp, biết danh pháp, thần thông quảng đại ha. Rồi tại gì cũng vì tiếu cũng vậy, vì tiếu cũng biết cả sắc pháp và danh pháp luôn. Thì cho nên biết không nhất định, chúng ta tổng kết là có nhiều 43 tâm và 41 tâm dục giới cộng hai tâm thông, là biết cả danh lẫn sắc và luôn cả chế định luôn. Thì tổng cộng chúng ta có được là 89 tâm biết cảnh danh pháp vừa nhất định và vừa không nhất định. Gì vậy? Tổng cộng đi, tổng cộng. À đúng rồi, tổng cộng là ha. Mình có là 89. Đúng không? Gì ghi tụi lâm đều học lát tẩu bốn mươi ba chứ sao 41 được, 43, 41 là dục giới là cộng hai tâm thông nữa là 43. Số 13 biết cảnh không nhất định. Đó là 89, tổng cộng mình có 89 tâm biết cảnh danh pháp ha. Rồi, xong ha. Quý vị thông qua được chưa? Cho biết đi. Thông qua được chưa? Qua được ha. Hà nắm lại được chắc nữa không? Không có lộn xộn ha. Nắm chắc nha, tao hiểu pháp, hiểu hiểu lộn phiền lắm á. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình đi qua cái số 14 là cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp Rubaramana, Rubaramana cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp này chi pháp là có bao nhiêu quý vị? Alo. Sắc pháp
28 sắc pháp. Đúng rồi. Giờ hỏi câu này nha, quý vị trả lời nha. Bây giờ chánh tâm có bao nhiêu sắc? Chánh tâm có bao nhiêu sắc? Mày Hà có nhiều sắc? Hà có nhiều sắc? Mày gì tới 107 dữ trời. chơi Hà là Hà tới 107. Giờ có ai 28 không ta? Có ai 28 sắc không? Đố gì có ai 28 sắc không? Rồi, có ai 26 sắc không? Đố gì có không? Rồi, bây giờ ghi lại nha, không dẫn nha. Chị Pháp có 28 sắc, nói chung là có 28 sắc. Đều ghi lại nha. Chị Pháp 28 sắc. Sắc thô có 12 sắc. Sắc thô có 12 sắc. Này sắc, ai biết kể ra coi. Alo. Kể ra thử coi chúng không nha. 12 sắc. Rồi, còn ai nữa không? Bánh giáo Ram Si kể ra sơ lược ra. Rồi, quý vị trả lời. Hà cho được nhiêu? Viết tờ Tứng cho được nhiêu đây? Tứng Bến Tre ra rồi. Mỹ ra rồi, Em Ru Bến Tre rồi. Đúng không? Rồi, năm sắc thần kinh có không? Năm sắc thần kinh. Rồi. Người ta nói là năm sắc thần kinh có ha. Bảy sắc cảnh giới có không? Bảy sắc cảnh giới. Bảy sắc cảnh giới có không? Rồi, Hà nói bảy sắc cảnh giới có đâu, Hà kể là thử bảy sắc cảnh giới là gì đâu ta? Sắc cảnh giới là gì đâu, kể ra nghe coi. Hà kể thử coi, Hà kể coi. Suy nghĩ cho kể nha, ghi cho đúng nha. Hai Nguyên Trang mới vô room. Ngủ đã quá ha, ngủ tới 11 giờ mới vô. Rồi gì nữa? Sắc, thinh, khí, vị. Rồi gì nữa? Sắc, thinh, khí, vị mới có 4 à.
gì đó. Xúc xúc lâu, xúc lâu lâu ra nhảy vô đây, xúc là cái gì đó. Giờ bản điều nó có bốn sắc thinh cái gì à. Xúc là đất, lửa và gió là ba cái sắc tam đại đó, ba tam đại thì như vậy sắc thinh ký vị và tam đại cộng lại là bảy, là bảy sắc cảnh giới cộng năm sắc thần kinh thì mình có là 12 sắc thô. À, 12 sắc thô. Rồi chúng mình sắc tế còn bao nhiêu sắc tế đây, sắc tế có bao nhiêu, sắc tế Thiên Trang cho 16. Rồi đúng rồi, 16 xa thú kể ra luôn, 16 kể ra luôn. Alo. Gì vậy? Chú phán cho cái thật lắc. Phán cho cái thật lắc. Gì vậy? Rồi nước một, nước một bỏ ghế gió đặt lắc, nước là một, hai sắc tính là ba, rồi gì nữa, ba sắc đặc biệt là bốn, đây là sáu, sắc cái vật là bảy, rồi gì nữa, sắc bản quyền là tám, sắc vật thực là chín, bốn sắc tứ tướng là nhiên chín với bốn mười ba, rồi sắc hư không là 14, hai sắc lưỡi đi là 16. Đúng rồi, vậy là mình có 16 sắc tế. Rồi ghi lại ha, nước nè, hai sắc tính nè, sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, hai sắc lưỡi đi, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng. Tức là mình ghi thứ tự từ trên đi xuống dưới đàng hoàng ha. Đó, triệu ghi lại là nước, hai sắc tính, sắc y vật, sắc bản quyền, sắc vật thực, sắc hư không, hai sắc lưu tri, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng. Thì những cái này được gọi là sắc tế, bởi vì mình không có thể mà dùng cái ngũ quan của mình để mình thấy được những cái sắc này, à, cho nên được gọi là sắc tế. Bây giờ nước là tại sao là sắc tế này quý vị? Ví dụ mình nhìn hồ nước mình thấy nước rõ ràng cái sắc tế được. Nhìn hồ nước mình thấy nước rõ ràng, thấy nước trước mắt mình ta nói là sắc tế. Tại sao nước là sắc tế? Ai là nói được không? Ai nói được vô tay coi. Lý do tại sao nước được xếp vô sắc tế? Chưa đúng. Đâu chánh tâm nghe nói đi thiền rồi bên bà ốc rồi cũng dữ dằn là lên nói thử sắc tế tại sao được gọi là được xếp vô nước, được xếp vô sắc tế. Chánh tâm giờ bài thử cái coi. Trở lại bên coi. Rồi, mời chánh tâm nào. con thiền nhưng mà chứ đâu phải là con pháp hành con ok chứ mà pháp học con đâu có biết mấy đâu. Nhưng mà thôi con cũng xin kính chào thầy Kinh, con xin chào lớp. Bởi vì sắc mình không có thể biết được, vì cơ nếu mà mình lấy tay mình xuống nước á thì nó có cái đất trong đó, mà nếu mà lạnh á là cái nhiệt độ á là giống như lửa, mà còn cái sự mềm mại á giống như là một cái sự di chuyển, thì nước không thể là nó rất là vi tế, mình không có thể bắt được, nên nó là mình chỉ cảm nhận, mình không thể nắm bắt được,
vì nó rất là vi tế. Thì chỉ có đất thì mình cảm nhận được nó là cứng mềm, nước là nóng lạnh, nước là nó nục, nhiệt độ nóng lạnh, và nước là cái sự nó giống như nó sự gió, là sự gió là sự di chuyển, còn nước giống như là một cái sự, nó giống như là nó có trong ba thành phần đó rồi, giống như nó sự quết dính nó kéo lại, thì đó nó rất là vi tế. Thầy còn nghĩ như vậy, đó là mình không thể mà mình có thể biết được, rất là khó, rất là vi tế. Dạ, dạ con xin xuống ạ. Đây, đúng không? Không vậy? Đúng không? Alo. Nước. Đúng rồi, nước là không thể thấy qua mắt được, đúng không? Không thể thấy qua mắt được. Nếu mình nhìn thấy thì đó là cảnh sắc rồi. Nhìn thấy là thuộc về cảnh sắc, tức là màu sắc. Chứ nếu không có màu sắc thì mắt mình không thể thấy được. Rồi nước không thể xúc chạm được. Tại vì khi mình xúc chạm được, nó thuộc về đất, lửa và gió, chứ không phải nước. Rồi mình rờ xuống thấy nó lạnh lạnh, mát mát, rồi nó thuộc về lửa, nó là nhiệt độ đó. Còn mình rờ xuống, mình dỗ dỗ, mình đỡ thấy nó cứng cứng mà mềm đó, thì thuộc về đất. Còn mình thấy sự chuyển động của nước đó, thì nó thuộc về gió. Cho nên nước là thuộc về sắc tế, không thể dùng giác quan để mà mình có thể thấy được đó. Đó chỉ có trí tuệ của bậc cao siêu mới để thấy được vấn đề này. Đó là cái vấn đề chúng ta xác định là nước được xếp vào trong nhóm sắc tế. Rồi hai sắc tính như vậy, hai sắc tính là tính nam tính nữ đó, được xét của sắc tế. Bởi vì từ lúc cái sắc na tục sinh đầu tiên đó, khi mình vừa tử cái tục sợi, cái sắc na tâm tục sinh đầu tiên, thì lúc sắc na tục sinh đầu tiên này nó đã có hai cái sắc tính rồi, tính nam tính nữ là có rồi. Nếu là nam thì có sắc tính nam, nữ có sắc tính nữ, thì nó thuộc về nhóm sắc tế. Bởi vì mình không thể nào mình thấy được, dùng mắt mình thấy được cái này. Đó là cái những cái vấn đề mà vi tế được xếp vô cái nhóm thuộc về sắc tế. Thì như vậy nhóm sắc tế chúng ta thấy có nước, có sắc tính, có sắc y vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực hay không, cái này nó khó mà chúng ta có thể mình nhận ra được, hiểu được. Chỉ khi nào mình hành minh sắc tuệ, mình đạt tới một cái trí tuệ nào đó hiểu dần đó, mình mới có thể thấy được những điều này ha. Chứ không phải chuyện đơn giản là rất khó. Rồi như vậy là chi pháp mình của sắc pháp thì có 28 và 12 thô và 16 tế. Rồi bây giờ biết cảnh sắc pháp nhất định, biết nhất định. Biết nhất định có 13 tâm. Biết nhất định có 13 tâm. Ngũ căn thức, ngũ căn thức, ba ý giới, ngũ căn thức, rồi bây giờ ba ý giới, ba ý giới là gì đây? Kể ra coi, alo. Hai tiếp theo à, kháng ngũ môn. Rồi xà thủ ha, ba ý giới và ngũ sắc thức à, chính xác ha. Còn ai, còn ai không nhớ nữa không, nhớ kỹ đi nha. Ba ý giới là kháng ngũ môn và hai tiếp theo à, đúng rồi, hai ghi đúng rồi đó. Rồi ok, thì 13 cái tâm này biết cảnh sắc chắc chắn nhất định. Tức là nó biết nhất định. Chẳng hạn như là ngũ sắc thức, thì ví dụ như là thần kinh nhãn, thì nhãn thức nó sanh lên, nó biết cảnh sắc, nó chỉ biết cảnh sắc thôi. Như nhãn thức không thể biết cảnh thinh, nhãn thức không thể biết cảnh khí, không thể biết cảnh vị, không thể biết cảnh xúc, nhãn thức chỉ biết cảnh sắc duy nhất. Cho nên nó chỉ biết cảnh sắc pháp nhất định. Cho nên khi mình học thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề này một cách chính xác.
chỉ có nhãn thức biết được cảnh sắc, ngoài ra nhãn thức không thể biết cảnh nào khác. Cho nên những sách ngoại đạo người ta viết là thấy, nếu mà nói là tâm là thấy được, tâm biết được cảnh ngoài, tức là thấy được cảnh sắc, thì tại sao không thấy được bên trong ruột gan phèo phổi, tại sao không thấy được cái thần kinh nhãn, tại sao này cái nọ, thì người ta dùng cái vấn đề đó để người ta đưa ra cái chủ thuyết là tâm là biết tùm lum tà la. Tâm cũng có, tâm bên ngoài cũng có đủ thứ tâm, nhưng mà tâm mà biết được cảnh sắc chỉ có tâm nhãn thức mà thôi, chỉ có nhãn thức mà thôi, ngoài ra cái nhãn thức không thể biết bên trong ruột gan và phổi mình được. Hoặc là nhãn thức không thể mà là biết được âm thanh, biết là nó kia được. Cho nên cái vấn đề những cái sách kia nó viết tầm bậy tầm bạ, tuyên bố Phật chỉ tâm bên trong, chỉ tâm bên ngoài, chỉ tùm lum tà la, thì mình học mình mới biết được cái vấn đề nó như vậy. Còn thôi mình sẽ dễ lạc vô cái chủ thuyết là tà kiến. Đây là vấn đề mà chúng ta học để mình thấy rõ cái sự thật nó hiện bày. Nhãn thức chỉ biết được cảnh sắc, ý thức chỉ biết được cảnh thinh, thiệt thức chỉ biết được cảnh gì, tỷ thức chỉ biết được cảnh khí hay là cảnh hương, thiệt thức chỉ biết vị, và thân thức chỉ biết được cảnh xúc, không biết được bất cảnh nào khác ngoài ra. Đó là vấn đề chúng ta nên biết chắc nha, để mình khi mình có những người khác mà nói hỏi là bậy bạ mình cũng đều trả lời. Rồi tới ba cái ý giới, hai cái tiếp thâu là nó chỉ biết được cảnh sắc thinh khí vị xúc từ bên ngoài đi vô, nó tiếp thâu cảnh đó, cho nên nó chỉ làm bằng sự duy nhất là nó chỉ biết được những cảnh đó, không biết những cảnh khác ngoài ra. Rồi kháng ngũ môn vậy, kháng ngũ môn là sanh lên để mà hướng về một trong năm đối tượng đó, một trong năm cảnh sắc thinh khí vị xúc, chứ nó biết được cảnh sắc pháp thôi, chứ nó không biết được những cảnh thuộc về danh pháp. Cho nên 13 tâm này, ngũ song thức và bảy giới chỉ biết duy nhất là cảnh sắc pháp, không thể biết được cảnh danh pháp. Đó là lý do tại sao nó biết được cảnh sắc pháp nhất định là như vậy. Đúng chưa? Quý vị nắm được chưa? Alo. Nắm được chưa? Cho biết đi. Rồi, thông qua được ha? Thì mình thông qua ha? Rồi, ok. Rồi, bây giờ biết không nhất định có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. Là 41 tâm dục giới, trừ ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới, trừ ngũ song thức và ba ý giới. Cộng xuống dòng 2 tâm thông là 43, 41 dụng giới cộng 2 tâm thông là 43. Rồi, thì như vậy 41 tâm dục giới là mình hồi nãy mình chia ra hết được biết không? 12 tâm bất thiện, 5 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tinh hảo, biết rồi không? Là 41 tâm dục giới. Thì 41 tâm dục giới này nó biết cảnh sắc và nó biết luôn cảnh danh pháp luôn. Cho nên nó không nhất định. Biết cảnh sắc pháp không nhất định là như vậy. Rồi hai tâm thông cũng vậy, hai tâm thông thì lấy cái thiền nhãn thông làm cái chính, hai tâm thông lấy thiền nhãn thông, thì thiền nhãn thông thì có thể thấy được cảnh sắc và xa gỡ nào xa, và nó có thể thấy được về danh pháp luôn, được gọi là thiền nhãn thông. Rồi như vậy là biết không nhất định chúng ta có được 43 tâm, là 41 tâm dục giới tình hạ, 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông, tức là mình có được 43. Rồi giờ tổng số lại là, tổng số lại là gì? Có tất cả là 56 à, 56. 56 tâm. Rồi tổng số là mình có 56. Đó.
Rồi mình học thêm một nhóm nữa là cho dứt điểm luôn ha. Học thêm nhóm nữa rồi mình nghỉ. Nhóm này dễ là nhóm thứ gì? Nhóm 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 A từ 15 đến 17. Nhóm A từ 15 đến 17. Từ 15 đến 17 là số 15 là quá khứ. Cảnh quá khứ. Atitaramana. Atitaramana, cảnh quá khứ. Tức là cảnh nó đã qua, nó đã diệt, đã mất. Nó không còn tồn tại nữa thì kêu là cảnh quá khứ. Rồi chi pháp nó là tâm, tâm sở. Sắc pháp đã diệt. Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt. Rồi xuống dòng biết nhất định, biết nhất định hai chấm có sáu tâm, biết nhất định hai chấm có sáu tâm. Ba thức vô biên xứ. Ba phi tưởng, phi tưởng xứ. Ba phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi, tức là sáu cái tâm này đó, biết cảnh quá khứ, biết định. Tức là nó biết duy nhất về cái cảnh quá khứ rồi. Tức là ba cái thức vô biên xứ này, nó biết cái tâm không vô biên xứ đã diệt. Nó bắt cái tâm không vô biên xứ đã diệt, làm đối tượng để tụ tập. Thành ra ba cái thức vô biên xứ này, nó chỉ biết duy nhất có tâm không vô biên xứ đã diệt, làm cảnh, là cảnh quá khứ của nó. Rồi ba phi tưởng xứ bắt tâm vô sở xứ đã diệt, làm đối tượng. Thì như vậy sáu cái tâm này, ba thức vô biên xứ và ba phi tưởng xứ bắt cảnh quá khứ nhất định, ngoài ra không có cảnh nào khác. Thì như vậy biết cảnh quá khứ nhất định chúng ta có được sáu tâm. Rồi như vậy quý vị nắm được chưa? Alo, dễ hiểu ha? Học mấy kia rồi qua mấy này mình thấy dễ liền ha, dễ ội ha, càng hiểu không, dễ ội không. Dễ ội ngon lắm. Rồi đều ghi xong chưa, đều ghi xong chưa? Rồi ha, rồi tới biết không nhất định, biết không nhất định có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm và 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới. Cộng 2 tâm thông. Rồi, như vậy là biết cảnh quá khứ không nhất định là 41 tâm dục giới, tức là trong đó có 12 tâm bất thiện, 5 vô nhân và 24 tâm dục giới tình hảo. Nó biết cảnh quá khứ không nhất định bởi vì nó vừa biết quá khứ mà nó biết hiện tại mà nó biết luôn tương lai luôn, tức là nó biết cả ba thời. Cho nên được gọi là biết cảnh quá khứ không nhất định. Chẳng hạn như là tâm tham nó sanh lên thì nó biết được cảnh quá khứ, là nhớ về cảnh quá khứ nào đó, cái tâm tham thoải mái luyến dính mắc cảnh quá khứ, cho nên nó biết cảnh quá khứ. Rồi cảnh trong hiện tại, như cảnh sắc sanh lên, cảnh thinh sanh lên, đẹp và tốt hay gì đó thì dính mắc ngay trong hiện tại, thì nó biết luôn cảnh hiện tại và nó suy diễn về tương lai, nó mơ tưởng, nó ước vọng huyền ảo về tương lai thì nó dính mắc vào cảnh tương lai, thì nó biết luôn cả ba thời luôn, quá khứ, hiện tại và vị lai, và 12 bất thiện biết luôn. Năm cái tâm vô nhân thì nằm trong lỗ ngủ và làm động tác lấy làm mót là nó biết luôn cả ba thời luôn. Rồi hai tâm thông thì đương nhiên là biết luôn cả ba thời,
quá khứ nó cũng biết, hiện tại vị lai nó biết hết luôn. À, thì như vậy không nhất định biết cảnh quá khứ có 43 tâm, là 41 tâm dục giới và 2 tâm thông, biết cả ba thời. Rồi bây giờ nắm được chưa? Tổng cộng mình có 49 tâm, tức là 43 với 6 là 49 ha. 49 tâm, biết cả ba thời. Dễ ở không? Có gì khó không? Rồi. Ngay cả trong những người mà tôi đắc được đạo quả là gì, là xong cái thành tựu trong sao cái ta mới phản tâm, phản kháng về đạo quả, ta nhớ về cảnh niết bàn, tôi nhớ là cảnh đã chứng đắc thì nó cũng là cảnh quá khứ, nhớ về đó thì cũng thuộc về cảnh quá khứ. Mình biết là nhiều cái mình đã hiểu ý chính xác có nhiều vậy không, và mình nên nhớ là niết bàn thì nó là một cái cảnh, nhưng mà cảnh này nó không phải, không phải thuộc quá khứ mà nó cũng phải thuộc tương lai, nó cũng vậy, nó là niết bàn, là cái pháp người ta kêu là vượt ra khỏi ngoài thời gian, tức là không còn hiện tại quá khứ gì lai. Cho nên chúng ta phải biết rõ ràng là như vậy không. Rồi tới số 16 là cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại bất chấp banh nhà rầm bán á, bất chấp nhà rầm bán á, cảnh hiện tại chi pháp tâm, tâm sở sắc pháp đang có, đang hiện bài, tâm, tâm sở sắc pháp đang có, đang hiện bài. Rồi, nhất định có 13 tâm. Nhất định có 13 tâm. Ngủ sống thức. Ngủ sống thức là 10 đúng không? Ngủ sống thức. Ngủ sống thức thôi, đừng để 10 làm chi. Ngủ sống thức là biết 10. Rồi bài giới. Bài giới. Rồi, như vậy là 13 tâm này biết cảnh hiện tại. Duy nhất chỉ biết cảnh hiện tại thôi. Chẳng hạn như giờ nhãn thức thì nó biết cảnh sắc ngay trong hiện tại. Âm thanh là nhĩ thức biết cảnh thinh ngay trong thời hiện tại. Thì như vậy ngủ sống thức, nhãn, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức chỉ biết duy nhất là cảnh hiện tại, ngoài ra nó không biết cảnh gì khác hết, nó không biết cảnh quá khứ, nó không biết cảnh tương lai, mà nó chỉ biết cảnh trong hiện tại. Tức là âm thanh vừa sanh lên rồi ý thức nó biết liền, xong nó diệt mất, tức là nó biết ngay trong hiện tại. Rồi ý giới vậy, mà tiếp thâu hay là khác ngũ môn cũng vậy, nó cũng biết vì nó sanh theo cái lò ngũ này. Cho nên là chỉ biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc ngay trong hiện tại. Như vậy chúng ta có được 13 tâm là ngũ sanh thức và ba ý giới, biết cảnh hiện tại duy nhất, không biết cảnh gì khác ngoài ra. Đó là cái vấn đề tại sao nó biết cảnh là hiện tại nhất định là như vậy. Rồi nắm được chưa? Alo. Nắm được chưa? Rồi ha, rồi nắm được hết rồi ha, rồi thông qua, giỏi quá, ai cũng là Superman. Rồi tôi biết không nhất định, biết không nhất định có 43 tâm, biết không nhất định có 43 tâm. Bốn mươi mốt tâm giới cũng giống như kia ha, 41 tâm dục giới, trừ ngũ sanh thức và ái giới ra là 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Thì chúng ta biết là 41 tâm giới mình đã biết rồi ha,
12 bất thiện, 5 vô nhân, 24 tịnh hảo. Vô hảo thì nó biết cảnh hiện tại cũng được, mà nó biết cảnh quá khứ cũng được, và nó biết cảnh tương lai cũng được. Cho nên nó biết cảnh hiện tại không nhất định, bởi vì nó biết luôn cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Và cho nên 41 tâm dục giới này biết cả ba thời đầy đủ. Hai tâm thông cũng vậy, nó biết được cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai. Hai tâm thông đều biết được hết. Thì như vậy không nhất định chúng ta có được 43 tâm, là 41 tâm dục giới cộng hai tâm thông. Tổng cộng chúng ta có được 56 tâm biết cảnh hiện tại, nhất định và không nhất định. 56 tâm, đúng không? Hello, nó mất tiêu rồi. Rồi, 43, 56, treo nó mất rồi. Chủ sĩ ghi bài nó mất tiêu rồi. Rồi, em ru. Tổng cộng mình có 56 tâm biết cảnh hiện tại, nhất định và không nhất định. 13 với 43, rồi. Nắm được không? Bây giờ mình qua cái cảnh thứ 17. Cảnh 17 là cảnh vị lai. Anagatta-rammana. Cảnh vị lai. Anagatta-rammana. Cảnh vị lai ha. Thì chi pháp là tâm, tâm sở sắc pháp sẽ sanh. Là tâm, tâm sở sắc pháp sẽ sanh. Tâm, tâm sở sắc pháp sẽ sanh. Rồi, tức là nó chưa có, nó chưa hiện hữu, chưa có mặt ha. Tức là nó sẽ sanh thôi, thì được gọi là xét luôn nhóm cảnh vị lai. Rồi biết nhất định không có, biết nhất định thì không có, mà không có cái tâm nào hết ra, bởi vì nó chưa có mà sao nhất định được, mà không có được cái tâm nào biết nhất định hết, nhất định không có tâm nào. Rồi biết không nhất định có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. Rồi. Rồi 12 tâm bất thiện biết cảnh tương lai của gì? Biết cảnh tương lai không? Hello. Rõ luôn á, nó biết, nó tưởng tượng, nó mơ tưởng. Ví dụ như Nguyên Trang mơ tưởng là kiếp sanh về cõi trời làm tiên nữ cung trời lao lại, ngồi mơ bắt cảnh tương lai. hoặc là Hà mơ kiếp sau làm hoàng hậu. Hoàng hậu này đó là ngồi mơ cảnh tương lai. Hoặc là người sắp chết nó thấy được cảnh trời, hoặc là cảnh nào đó trong tương lai mình sẽ tái sanh vô. Thì đó cũng là cảnh tương lai. Hoặc là Banh Nhá Râm Xí thầy mơ tưởng kiếp sau mình thành một vị pháp sư lỗi lạc. Mơ xong là mình mơ. Rồi đó là 41 tâm dục giới, là biết cảnh quá khứ cũng biết được, hiện tại nó cũng biết, mà vị lai nó cũng biết luôn. Cảnh tái sanh sắp có sẽ có như thế nào không biết luôn. Đó là 41 tâm dục giới, là biết được ha, biết được cả ba thời luôn. Và hai tâm thông thì mình nói là biết cả ba thời, biết được tương lai, tức là sẽ biết được những bậc đại trí, có thể biết được tương lai người đó như thế nào nào. Thì như vậy là biết không nhất định, mình có được 43 tâm quá khứ, hiện tại và vị lai, biết được hết luôn.
Rồi tổng kết là chúng ta có được 43 tâm thôi, cái này những cái 43 này không có nhất định, mà như vậy có 43 tâm biết được cảnh vị lai. À, như vậy là hôm nay chúng ta dứt điểm được tới cảnh thứ 17 là cảnh vị lai. À, tuần sau là chúng ta sẽ học luôn những phần còn lại, tức là từ nhóm F từ 18 tới 21 là dứt điểm cái phần cảnh. Cảnh cái bài này rất là khó mà qua được hết thì cũng rất là xa hữu ha. Qua một cách gọi là nhẹ nhàng ngoạn mục ha. Rồi quý vị qua được cái này rồi là quý vị sẽ có được cái sự mà hiểu biết rất là sâu sắc để khi tới mình vô được những phần mà về lộ tâm này kia đó, diễn tiến lộ tâm này kia thì mình sẽ hiểu dễ dàng hơn. Rồi chánh tâm câu hỏi vậy là mời lên. Dạ, con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp. Dạ thưa thầy, con có cái thắc mắc là trong cái cảnh Niết Bàn là có 11 tâm, một kháng ý môn, 8 tâm dục giới hợp chí và 2 tâm thông. Con muốn hỏi thầy á, nếu mà mình thiền mà mình cái Niết Bàn là vượt qua thời gian và không gian thì mình đâu có biết cảnh Niết Bàn, khi mà mình thiền sao mình nắm bắt cảnh Niết Bàn để mình vào được Niết Bàn. Con có cái thắc mắc như thế. Dạ xin thầy cho con giải đáp vấn đề đó. Con cảm ơn thầy ạ. Rồi, xa lắm, xa lắm. Niết Bàn, theo theo như chánh tâm hiểu Niết Bàn là gì? Niết Bàn là gì đây? Niết Bàn là cái gì? Mình hiểu, mình biết Niết Bàn là gì, chúng ta lấy gì hiểu. Mình hiểu theo kiểu nó là một cái đối tượng giống như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh danh, cảnh pháp, cái tâm, tâm sở, mình hiểu đó là đặt rồi. Niết Bàn nó là một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một cái trạng thái mà gần như là một người mà người ta chứng đắc, tức là mình diệt được những cái kiết sử phiền não. Thì lúc mà khi mình diệt được cái sử phiền não đó thì Niết Bàn nó mới hiển lộ. Thì như vậy nó ảnh hưởng do cái kiết sử, và khi mình diệt trừ được những cái sự xấu, những cái kiết sử trói buộc thân kiến hoài nghi với cấm thủ đó, khi mình diệt được cái đó đó à, thì lúc đó Niết Bàn hiển lộ. Chứ Niết Bàn đâu có đâu, Niết Bàn là trạng thái vô sanh bất diệt, là trạng thái ngoài thời gian, là không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có ngoại thời, nội thời. Mà khi nào mà vắng lặng tất cả những phiền não, tịch tịnh tất cả thì Niết Bàn tự động hiển lộ. À, thì lúc mà kêu mình viết ra đó thì Niết Bàn hiển lộ sẽ là đối tượng của tâm siêu thế. À, nhẫn nhẫn như giờ kháng ý môn sanh lên trong lộ tâm. Kháng cái môn rồi chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tập đạo quả, rồi lộ tâm nó diễn tiến rồi đó, thì kháng cái môn này bắt đầu nó nắm bắt được cái trạng thái mà nó đi gần vô sát vô từ trạng thái mà diệt được những cái sự đó. Mà khi nó diệt được những cái sự đó, nó diệt cái sự đó thì Niết Bàn nó hiển lộ lên nè. Lúc đó mình thấy được cái thực tướng vô thường, khổ vô ngã. Khi mình thấy được như vậy thì mình diệt được cái sự hoài nghi, mình thấy được tất cả các pháp hữu vi nó vô thường, nó không có thiệt sanh diệt, thì mình mới thì ra nó là vậy, nó vô thường. Mình thấy được như vậy, mình thấy nào thì vô thường, nó sanh diệt thì đương nhiên là nó phải vô ngã, không có cái tam. Thì lúc đó cái tâm si hoài nghi bị diệt, tâm si hoài nghi bị diệt mất liền. Khi tâm si hoài nghi diệt mất như vậy đó, thì cái những cái sự luyến ái, sự bám víu, sự dính mắc vào những cái đời sống ngũ dục đó, nó cũng bị cắt đứt bởi những cái tà kiến, bởi những sự hiểu sai hiểu quấy của mình. Ở đó mình cho rằng đây là của ta vân vân. Thì khi mà mình thấy được các pháp thì cái tham tà kiến cũng diệt luôn. Thì khi mà diệt được thân kiến hoài nghi giám hữu, tức là diệt bốn cái tâm tham và cái tâm si hoài nghi đó, mình diệt được cái đó một cái là Niết Bàn nó hiển lộ. Nhá cái là giống như mình thấy được cái gì nó chết nữa trời, mình thấy được cái gì thì cái trạng thái thấy Niết Bàn đó nó không phải là một cái gì mà nó có sẵn để cho mình thấy, mà khi nào mình dập cái này mất cái kia nó hiện lên. Thì Niết Bàn là trạng thái là tịch tịnh vắng lặng vô sanh bất diệt, là như vậy, là mình thấy được do cái sự diệt tận cái sự phiền não. Chứ không phải là mình nghĩ theo kiểu mình thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh diện, chứ không phải vậy.
Đấy, Niết bàn là khi mà tới bậc A La Hán thì ta tận diệt là 10 kiết sử luôn, là không còn những kiết sử đó trong cái dòng tâm thức nữa, thì Niết bàn tự động hiện lộ cách rõ ràng như ban ngày luôn. À, thì đó chỉ có người chứng đắc người ta mới thấy được cái việc này. À, còn mình chưa chắc chứng đắc thì mình chỉ nói theo kiểu pháp học thôi, à, chứ rất khó để diễn đạt. Nhưng mà nói vậy chắc chúng ta hiểu không? Hiểu được ý nào? Thấm được không? Tức là khi nào mà mình giống như ánh sáng mà đem vô cái bóng tối nó bị diệt mất vậy đó. Giống như nhà đang tối hù, đem cái đèn vô cái bóng tối nó diệt mất liền. À, thì như thế nào khi mà mình trí tuệ phát sanh, mình rọi sáng cái thì Niết bàn hiển lộ và những cái bóng đêm nó sẽ bị xua tan. À, vậy mình dễ hiểu nói vậy để mình thấy được vấn đề không? Rồi, nắm được không? Ok, rồi vậy là hôm nay chúng ta học được cũng khá nhiều ha. Mình đi tới còn có đoạn chót nữa là xong cái bài cảnh. Bài cảnh rất khó mà mình cũng qua được hết. Thì đó là cái trớn của mình đi được ha, và khả năng mình có thể đi thêm sâu vô nữa. À, sau thời gian sau mình đi vô lộ trình tâm. À, lộ trình tâm này cũng rất là gai go. Mà thật sự mình hiểu rồi, mình học kia nó cũng dễ thôi, tự tìm cách để mình giải quyết cho nó ra đi. À, phải nhất định phải hiểu cho được nha. À, nắm cho sâu sắc vô. Rồi, như vậy là phước báo hôm nay chúng ta đã học được. À, nguyện cầu cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào bốn khổ cảnh do phước báo này, và luôn có được đời sống an vui, sức khỏe tốt đẹp, sức mạnh và trí tuệ sớm thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Bam tu sap bam mang galang rakan tu sap pade vata sap bhavata nupa ve nasada sati bhavan tu te. Bam tu sap bam mang galang rakan tu sap pade vata sap bhamma nupa ve nasada sati bhavan tu te. Bam tu sap bam mang galang rakan tu sap pade vata sap pasangka nupa ve nasada sati bhavan tu te. Tất cả hạnh phúc có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành phàm bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Tha Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sa Ca Nhã. À, mời Long Triều nha, MC lên hội hướng phước báo. Thì là hạnh phúc xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sự kinh nghiệp. Dạ, đề quá tà, sân tê vi hà, đạo quả, xí đi, thủ về khá đề, bồ thi khá đề, ta hình, ta hình, ta thầm mà đà nề, á quả, tu hù, chi tà, sất thịnh, khá rộng, đề thăng, vi hà, ra mạng, ta lệ, thề là cha mắt cha na wa ca cha thích ca wo cha là mi ca ta na ba te bi pa sa ca ga ma cha da sa ni ga ma cha it sa ra sa pa pa na pu ta chi chi ta pha wa tu te cha la pu cha ye di cha A la sâm pa wa se da cha ta a ta wo pa pa ti ka ni ya ni ka tham ma wa ra pa ti cha te sa pe li du du ka sa ka ro tu sa ka ya a tu chi ra sa tan tham mo tham ma ta ra cha u pu cha ra sám khổ hộ tú sám mắc khổ văn ác hại giá cha tà giá cha âm hề các khăn tú sát tham mồ sát đề lý ma trà ri nộ vinh thịnh sát bà bố này già âm hà di dâm ba huệ di tệ dạ kinh chi cứ có sát lát thầm mặn cách tắc bằng khi đi dần khả dê hòa cha ma đa xà ti đa xê su ca tăng dê tăng
ta sân ni lô a thi ye cha sa ta a sa ni ta ta quân nhà pha lâm mê hằng sắp đề a ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng su vi di tăng in là quân nhà pha lâm ma ya đề cha ta tha a cha nam tí đề hòa ngắn tòa ni về đây dùm sắp đề lô cảm hí dê sắp tà chi hoàn tà hà ra hề tu tố cà má nô nhận phổ chá đà sắp đề đá phàm tố má má chê tá xà tín đi đầm quá tát mê đà nà à sá mất khơ dạ quá hồn tố à đá gất tê đi đầm nô nhận ti đằng hồn tu chân khi ta tự nghe ta dùng đi đằng hồn nghe ti đằng hồn tu chân khi ta tự nghe ta dùng đi đằng hồn nghe ti đằng hồn tu chân khi ta tự nghe ta dùng sa tu sa sa đạo đức hạnh nhớ tâm.